an toàn 100%. Có nóc nhà đã bốc cháy. Brianna Gia đã ra khỏi thị trấn khi đám cháy bắt đầu bùng lên từ các tấm mái năng lượng mặt trời thương hiệu Tesla mà cô sử dụng. May mắn thay, hàng xóm của cô ở Louisville, tiểu bang Colorado đã cảnh giác và tham gia hỗ trợ dập lửa trước khi nhân viên cứu hỏa đến. Đó là vào ngày mùng 1 tháng 8, trước đó chỉ một ngày. Gia cho biết nhân viên của Tesla đã liên lạc với cô qua điện thoại để thông báo về việc phát hiện sự dao động điện áp bất thường trong vài ngày gần đó. Công ty cho biết họ sẽ cử một đoàn kiểm tra đến vào ngày mùng 8 tháng 8, nhưng rõ ràng mọi việc đã quá muộn. Kia là một nhà tư vấn môi trường. Cô cho biết vẫn chưa nhận được một báo cáo giải thích lý do tại sao điều này lại xảy ra. Tesla không trả lời các yêu cầu bình luận về vấn đề này, nhưng một báo địa phương ở Colorado đã báo cáo vào tháng trước rằng Tesla tuyên bố các tấm pin mặt trời của hãng an toàn và rất hiếm khi bắt lửa. Báo cáo cũng cho biết Tesla đang làm việc với công ty bảo hiểm của kia. Tuy nhiên, công ty do Elon Musk sáng lập đã không đồng ý để cô hủy bỏ hợp đồng. Vì vậy, Gia đã thành lập một quỹ trên GoFundMe để kêu gọi ủng hộ nhằm thuê luật sư để giải quyết vấn đề. Gia cho biết cô tin rằng Tesla đã vi phạm thỏa thuận với Excel, một công ty điện bên thứ ba, trong việc lắp đặt đồng hồ của cô và kết nối hệ thống pin Tesla với lưới điện. Hợp đồng của cô với Tesla cho biết Tesla duy trì các tấm pin mặt trời theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.